bạn đã lớn cái kiểu chấm phá hành vì đặc biệt này cả chấm compositing vì cinema 4D cho tôi không after phật bà chương ca design được không cinema 4D này chấm mình bàn phá hành thế chỉ tôi tới mình thả bớt sử dụng design logo bumper sản phẩm đã để ủng tham cái mặt thi được có sản phẩm đã sponsor xem xén và dùng tôi lấy vì cinema 4D tại mà đón việc tặng bà hay vì chú chương dùng tôi lấy tại mà đón dùng chạm vô tôi đố chạm tôi cái khay nữa nó không after phật tại mà đón vì lươn bà chẳng thì muối bà xâm trình đẹp ọc nê mê thà trong bàn tây khẳng mục đi xâm rạp dụ tạo đạn logo xe xe chẳng dừng trọng ca chập mê thà dừng chập composite nực nóng tiền nâng tay mà đòn bà chẳng nít châm đạn thà logo nằm bay nghe châm nắm bà khẳng nít cứ châm pra object buffer bà ca chập composite miền tráng chẳng khẳng nít cứ châm pra object buffer được châm chọc lơ logo ní rồi hạ châm chọc editable chừng chọc mùi tớ bà vì chân mình chạy rồi hai chân bỏ lê bà chân trong chân mạch năng bà nhưng bởi dương đi thịt bộ hai vị chân chân kì dương mà sát đam lâu vế anh đi xâm rạp o mọc hay mùi cinema 4D o mọc hay mùi dương cho lơ render thết dương vô compositing bà compositing dương cơ lệch mà mơ trong cả lại ni nế bà trong cả lại object buffer dương select lâu vế rồi hai chân thích enable nế object buffer vốn bà sơ dương miên chập object ấy xem xem cho anh nhưng thấy vô mũi bị bay tan rồi à vậy thì dừng chọn bài nông từ bà ok chẳng nó bây giờ dừng chạm mũi hai cái chương trình cá chụp mũi thiết để dừng mang sang là vía vô render thiệt được nhé dừng vô internal compositing bà nhé còn nếu mà dừng chạm vô tầm hôm chạm vô ảnh nào mũi đồng bấy dừng nghe số không cá chạm chụp cho mình được after phật chụp cho mình được camera để dừng bàn phơi màu sẩn nè bà anh ấy chỉ ai cầm nọ tầm hôm của bán thế bà không nick cho mọi cầm nọ tí chạm tôi sẽ tầm hôm nó không áp tờ phải thêm vào đó bà chứ không lấy những sợi miên tập bằng đăng tế bà những sợi bằng đăng hơi ở vậy đây sầm khăn mua tiền nó cứ những tôi sẽ nó bây giờ dừng lên đợi chân cái dừng chỗ lượt thua ní bà chỗ lượt thua ní rồi hai toàn lại nè multi-pack nè nè bà chỉ tụ tới với ở select chẳng thế nhưng trong cái select phía rồi hai dương cho trong cái multi path cái này dương ô máu trong cái object buffer này nè bà dương chờ được cái này tới dương cứ bị đặt group one cái này nè bà ok anh chưa cả select hơi và to tiếp dương mở trong cái output dương select tầm hôm ấy trở tan nâng tới hay một tiếp nó cứ frame rate bao dương bà mình thả cả render pina tới ở lúc chúng đặt pin số lúc đó pi rồi 20 frame chúng tôi lẹ pi rồi 20 frame nè bà và to bên tiếp dương cho trang lại save trang lại save ní thì mỗi dương chờ được file tục máu bà dương render tục trong folder nè bà chúng đặt render hai dương là xây chung một chỗ phòng ground logo bumper chúng save và tôi một tiết file bà file xem vô vị trí png miễn thay xem một vô background tiết xem thích cho pin alpha channel nâng này nè bà và tôi một tiết trong cái line multi path này bà dân trong cái save về đáy xâm lập dân vô tứ sorry không after phật nè bà chụp cái line nâng dân đã không folder tên mùi tứ bà xem save miễn thay dân render đã không folder tên mùi hai cái này bà cái này cái dựng đó thích cái này chính mà tỷ lệ giữa pha nó chuyện đó chính nhé bà nhưng thích vô ta cái lại lệ giữa nem asnity nhé bà lại ní và top tiếp trong lại compositing project file nhé bà cái này mình thay dựng sale pha từ nóng after phải chính dựng thích tầng ó bà dựng thích mỗi bị bay như bà dựng thích ó nhé bà rồi hai dựng cho lỡ sale project file dương tại trong folder đôi kia bà rồi hai dương sale tới dương sale tới bà ok sale rồi hai dương mới trong cái line multi pass này nè tập trung vào phía object buffer dương vô hai anti analyzing này mình nói là dương vô bias quality dương vô chấm nè bà ok dương sale tập năng thế rồi hai dương chọn render tại mà đòn bà nó bây giờ render hai chúng tôi phá hàng vì đặc biệt này cả dựng cái nó còn After Effects ta dựng plug đồ logo cho mấy người xuống và lúc chúng tôi render tại mà đó
Ban chẳng bắt top bây giờ render chop hơi dựng bật vía và bật PC Cinema 4D nắng. Lần này dựng cho camera Adobe After Effects thêm một đòn. Vừa hết trong bật bắt top tiếp trong bao file cho màu nhé bà. Trong đặt trong folder này. Nó bây giờ dựng render bà mình thả render PC Cinema 4D. Ta mà vậy được trong bàn nên nó không đau nó về nó miền pha này mùi nét bà miền pha này mối chia pha bỏ AI nét bà vì support cho mùi nâng AI chẳng dựng bạc về màu tầm đó bạc màu tầm đó chẳng đọc nông đi vì đặt logo bumper bà dựng bà liên toàn lại nâng về miền composition mùi tầm đó bà chẳng lưu về bì đoàn tới vì chẳng màn chạy nên vì chẳng màn chạy nét bà chẳng làm bà dựng bàn logo được có rút hiếp nam mùi dựng dụng mà đặt nông nông bà ọp đi nè bà, ao bị vơ miền ấy đầm sân miền bờ vơ miền ấy tan nắng đái, đầm bay nghi sốt sầm rập, dừng phơi nè bà cứ dừng toa bạc cả cái mày muối nè bà, chấm đá, logo for replace nè bà, rồi chấm đá phần nắng, rồi chấm ba logo nào muốn thì dừng chọn đá máu bà, nè, rồi chấm đá logo ní, chấm tiền mà đã lớn nắng. Và tôi một tiết dân châu lưu composition đã dân bàn tổ lẹp màu Cinema 4D nâng màu vĩnh nì bà logo bumper. Và tôi một tiết dân tổ ca tiên composition đã dân bàn bạc cao môn nâng bà. Tôi dân chọc A là chọc lưu keyboard. Rồi hai tiên mà chọc nè bà tiên mà chọc cho môi nâng nì bà. Nên chỉ object để việc vỡ. Dân tiên mức khơi việc vỡ là tạm nâng à nè bà. Chỉ object buffer để dân bàn chắp PC Cinema 4D màu nắng dừng chọn A là chọn và tôi một tiết tiếng logo for replace nắng ấy mình thà composition để dừng bật cả thay mình nắng mà chọn cho mũi nắng layer là lựa timeline chấm đặt logo này nhé bà rồi hãy dừng chọn lựa scale nhé bà chọn lựa scale được chọn a số e nhé a số e dừng pro meter tới rùm ở trâu cho mùi nó thùm rung màu dương nắng bà chắc trong render xa mở vì bộ vô tạm nắng ở dương này nếp bà nó bây giờ vô tạm nắng hơi bà vô tạm nắng dương hơi tại vì ở toàn chỗ tục nông bà ọc chỗ tục nông xung nắng thì bà chắc nằm bây giờ chỗ dương mơ vì miền nó bây giờ dương export miền thay dương render PC mà 4D máu vì miền pha đi mùi đáy bị đã special pass nếp bà chứ dương tiên pha nắng ấy bà vô mà chọc cho mùi nắng mình thật đặt bì lơ logo đi dưỡng màn replay mùi nắng bà nhìn vô mà đặt mùi nắng rồi hai toàn cái line track mét nè bà xong chìa mình khơi như thế nhưng chậm lại như mùi máu khơi như track mét nè toàn cái line logo bây giờ nắng logo xong rạp replay nắng dưỡng đặt dưỡng vô lùi màu mệt nè bà mình đã pha nó xong rạp vô màu mệt ở chỗ được nông bà ọp nắng dưỡng vô lùi màu mệt máu vì chỗ không nắng hời nè bà vì chỗ không nắng hói nếu chúng render mới nếu dừng chập animation chập camera ấy khi bị chỗ mà nắng tại mà đỏ bà ok và to và tiết đó về để dừng thử miền thái dừng đặt background bà dừng đặt background chắc chấm bạc máu dừng miền background nào mua để dừng chọn đặt background này cứ chấm dùng mà đặt trong after phải đấy chấm mà tôi lại before đi thế miền thái bây giờ tôi lại before đi máu việt tăng nếu bà hay dừng vào bạn trong cả đố chỉ tạo cả đầu ấy xem xén chấm chấm vô background này mùi máu và chấm chạm vào đạn lần này nó bây giờ chạm đạn lần nằng là chấm render muối chỉ tu tới net architecture chạm nó bây giờ tôi lẽ máu giờ mình ai giờ miền animation ấy tâm trở hết ta background nơi mà còn lại chẳng thì chân là bây ở background miền animation ta tam cả chạm camera chạm AP Cinema 4D màu đá net architecture giờ mới chua cái này nè miền bọc đấy cái chúng ta bọc layer 3D 3D layer nè bà chẳng không nắng ấy background dương nắng ấy dân tàu ca chạy lùi đáy bà chạy mùi tứ vì chân mình chạy chẳng chân mình chẳng ấy để tao hiện tờ chập tiền về đặt ở trong cái đá hết chạy ở sọ em mùi nằm bay chỗ đó scale bridge về thùng tứ bà ở thùng còn nắng nè lớp trong render mờ chẳng trâu ao miền thà trâu ao background nắng ấy
việc mua việc vơ tờ tam automation là dựng lại nặng đài bà camera chụp cho mấy cái dựng tờ tờ tam nặng đài thứ việc sản bà ấy việc tờ carbon khnạn ok chẳng còn này dựng phần năng cứ rối sạch miền thái dựng tờ lẽ bị áp tờ phải tới dựng như xưa dựng tờ cả đặt logo ấy thế nhưng còn cho lơ logo for display thì tới lực trong mặt học trong trang đại xây mũi thiết lực trong mặt học trong đại rút trong ní trong đại châu luôn nắng nè bà bị rùa mọi sao mọi sa tập tam tập rung này dân trang bàn đồng tử ok dân châu một lần ní về mau ô tô một tịch chậm đó nè bà về mau ô tô một tịch chậm đó chắc còn nắng chưa cả sát dân ai cái con po cái con bự ấy tập tam ca trang bàn và dân bật thay đồng tử ban chương trình chương trình composite của viên Cinema 4D chúng mình là After Effects tạo ra object buffer ba.